lâu lắm lâu rồi mới lắm có mới ADV. Có cái mẫu này á. Nhưng mà con này nó là 160. Trước hay bán 150. Con này đi đường trường phải nói là thôi rồi. Cực kỳ ok. Nó là nhức nách à. 2023. Đi 10.562 cây. Chiếc này thì đang rút hồ sơ. Nó màu đỏ nhám khá là đẹp. Chiếc này ADV 160 nhá, nhưng không phải 150 nhá. Con này thì sẽ để cho anh em 75 triệu. 75. Su GSX. Con này biển số 83 của Sóc Trăng. Chiếc này thì sẽ để cho anh em 28 triệu đi 20.000 cây. C219. Bây giờ mình với Việt sẽ báo full okay. Cái món R15 này luôn. Con R15 tính ra nó mới về tầm 2-3 ngày nay rồi. Trong cái tuần này này. Trong tuần này là về nhiều. Tuần này là về nhiều. Tuần trước nó còn hết luôn. Đúng rồi. Con này hết bình. Con này biển 47 Đắk Lắk đi 5.000 cây. Xe 2020 thì sẽ để cho anh em vào cái giá là 43 triệu. 43 triệu. Vì cái số lượng xe nó khá là nhiều. Mình với Việt cũng không thể nào quay chi tiết được từng xe đâu. Sẽ quay báo nhanh về biển số, về đời xe, về số km và về giá tiền. Đấy. Rồi. Còn tiếp theo, con này là biển số con này có sẵn hồ sơ rồi. Con này có sẵn hồ sơ, anh em chỉ sẵn về đăng ký thôi. Đấy, chiếc này thì nó chạy được 3.000 cây và sẽ để cho anh em là 44 triệu. 44 2020. Con này. Còn tiếp theo, con này là biển số 83 của Sóc Trăng. Đấy, chiếc này sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 43 triệu. Đi hơn 4.000 cây. Đợt này R15 về rất nhiều xe đẹp. Còn là săn bạc không? Con này đi 9.000. Biển số 49 Lâm Đồng. Xe để cho anh em cũng là 43 triệu luôn. 03. 2021-2022 nhé. Okay. Cái màu này. Rồi. Đây. Con này có sẵn hồ sơ. Đi 3.000. 44 triệu. Đấy. Có một con này nó là biển Sài Gòn này. Con này nó đổ hai đèn máy cũ đẹp. Cái xăng luôn. Đi 27.000 cây, giá thì chỉ có 34 triệu. Xe khá đẹp nhưng con này chỉ bao hợp lệ. Trong cái đám R15 hiện tại thì có duy nhất anh em hỏi mình hỏi anh em comment hỏi bao hợp lệ là như thế nào? Như này thì xe vẫn có đầy đủ cà vẹt biển số cho anh em hết. Nhưng cái vấn đề mà rút hồ sơ là không có bao. Đấy. Cả vẹt biển số giấy mua bán cho anh em đầy đủ. Alo ạ. Ok, con này đổ bô xăng lửa đây. CB em hết hàng anh ạ. CB 150 em hết hàng nhé. Dạ, ok anh. Rồi, bô xăng lửa. Chiếc này đổ bô xăng lửa biển 95 Hậu Giang. Nó chạy được 46.000 cây, xe điện cho anh em 35 triệu. Anh em mình thấy cũng có thắc mắc con này bảo xe thì không còn zin mà đi nhiều ngàn cây mà sao tại sao nó lại cao hơn những con khác. 2019 nó đòi thấp đầu. Đấy. Đấy, không thì đấy, đi mười mấy ngàn 2018 giá 35. Nó độ là độ bô E này. Bô độ này. Bô rồi IC này. Đấy, nó đi mấy cái phần đấy chứ không phải là nó tháo cái cục máy ra nó lên zin. Máy thực tế là máy zin đấy mọi người. Chứ không phải là nó độ cái cục máy lên. Rồi con này thì nó đi 16.000 này. Biển số 64 của Vĩnh Long. Con này nó bọc keo nguyên con. Sẽ để cho anh em là 36 triệu. 36 triệu. Nào, 28 35 triệu biển 47 Đắk Lắk. Rồi, còn tiếp theo nữa là biển số 76 Quảng Ngãi 2020. Con này thì nó đi được hơn 30.000, giá 39 triệu. Rồi, con kia biển số 78 của Phú Yên. Xe 2019 đi hơn 30.000. Con này sẽ để cho anh em 35. Okay. Con này đi 38.000 cây này. Không con này. Con này cũng 2019 nhưng nó đi chỉ có 6.000 cây nên giá nó lại lên đến 40. Con này biển 62 của Long An. Rồi. Còn phía bên này thì nó là R15 V3 xe mới chưa lăn bánh. Dòng này thì mình sẽ để cho anh em là 58 triệu bao VAT. 58 triệu bao VAT. Xe R15 V3 cũ thì anh em mua góp chỉ cần trả trước khoảng cỡ 7-8 triệu đến chục triệu là góp triệu. Okay. Còn R15 V3 mới này anh em chuẩn bị khoảng cỡ 15 triệu là mình góp được. Anh em trả trước khoảng 30% đi, nó rơi vào khoảng cỡ
20 triệu là anh em được giữ cả vẹt gốc luôn. Ok. Đó. Nghĩa là xe mới ha. Rồi, R3 còn một con duy nhất, xe 2018. 2018 biển số Sài Gòn. Đi được 20.000 cây và sẽ để cho anh em là 64 triệu. Gọi là thưa so với đợt cao điểm, nhưng còn nói về số lượng đầu xe mô tô thì vẫn rất nhiều. Đúng rồi. So với những các cửa hàng đây khác. Thường là mình quay số lượng đông hơn. Nó chật chội bán nhiều. Bên này thì có su với lại CBR anh em. CR mới giờ còn thấy không còn hàng con nào luôn. Hôm trước về con chưa kịp quay bán liền. Cứ về đâu hết đấy. Cái mẫu 2022. Rồi, GSX R xe mới chưa lăn bánh thì có bản R và bản R. F. Bản này thì mình bán 43 triệu, chỉ còn hai con. Bao VAT? Còn bản F. Bản F thì 37 triệu bao VAT. Còn hai con xanh, bốn con đèn nhám. Ok. Rồi, xe cũ. Biển 66 Đồng Tháp này nó là thắng ABS. Đi được hơn 20 ngàn và sẽ để cho anh em là 34 triệu. Đến 34 triệu. Ok. Rồi, bên trong này. Biển số 61 Bình Dương, đen nhám, 2019. Chiếc này thì sẽ để cho anh em vào cái giá là 30. 30. Rồi. Màu đỏ, có sẵn hồ sơ, đi hơn 20 ngàn và sẽ để cho anh em là 27. Rồi. Con này thì biển 67 An Giang, chạy 11 ngàn, sẽ để cho anh em là 30 luôn. 30. Bên đây là bản ABS biển số 60 của Đồng Nai. Con này thì sẽ để cho anh em là 34, chạy 14 ngàn. Rồi. Con đỏ đen này thì biển số Đồng Nai luôn, ABS. Và sẽ để cho anh em là 36 triệu. Rồi, có con trong cùng con đen này. Con đen này là biển số 77 của Bình Định. Con này thì giá 27 triệu. Rồi, CBR. CBR 150. Con đầu tiên này nó là biển số 68 của Kiên Giang, chạy 10.000 cây, giá 36 triệu. Bên trong kia biển số 60 Đồng Nai 2019. Con này thì sẽ để cho nhà 34 triệu đi 29.000. Màu Repson 2019 biển số 43 Đà Nẵng đi 22.000, sẽ để cho nhà là 37 triệu. Ba máy. Rồi, con bên màu kia, đỏ đen. Biển Sài Gòn. Con này giá 30 triệu. 30 triệu. Rồi, con này. Còn tiếp theo này thì nó là biển số 43 của Đà Nẵng. Chiếc này nó chạy được 1.700 cây. Sẽ để cho anh em là 39 triệu. Còn đây, biển số 60 Đồng Nai. Biển 60 Đồng Nai con này thì sẽ để cho anh em vào cái mức giá là 34 triệu. Đi hơn 30 ngàn. Biển 81 Gia Lai ABS. Đi 22.000 cây, sẽ để cho anh em là 38 triệu. Anh em mình tiếp lên trên. Đây là trên. Lên khu vực trên này thì mình bắt đầu từ Classic đi. W175 đợt này đang giảm 3 triệu một xe này. Nhưng con này biển số 70 Tây Ninh hôm trước là 49 thì bữa nay sẽ giảm cho anh em còn 46. Ok. Xe 2020 rất đẹp. Còn tiếp theo là biển số 60 Đồng Nai. Đi hơn chục ngàn cây. 45 triệu. Biển số 93 Bình Phước đi 6.000 cây. Còn 46 triệu. Chiếc này thì rút sẵn hồ sơ độ đồ chơi khá nhiều. Giá 32 triệu rẻ nhất. Con này biển số Sài Gòn. Giá 39 triệu. Đấy là W175. Con này Work. Work 125. Biển số Sài Gòn giá 18 triệu. 18. Nhưng con này chỉ bao hợp lệ xe 2015 thôi. Ok. Suzuki EN. Suzuki EN. Con này biển số 81 Gia Lai thì chiếc này sẽ để cho nhà một cái giá là
26 triệu. Đây, còn su GD bên này. GD bên này thì có 3 chiếc đen biển 21, đỏ biển 70. Đấy, hai chiếc này đồng giá là 18 triệu. Cái chiếc lúc nãy nữa là 3 chiếc 18 triệu. Còn chiếc đây thì chỉ có 11 thôi. Con này độ đồ hết bình 11 triệu. Rồi. Con này Legion 200 bên này. Cái này màn Legion. Chiếc này biển số Sài Gòn. Con này thì 2019 sẽ để cho anh em 30 triệu. Còn tiếp theo nữa là biển số 48 của Đắk Nông. Con này thì Legion 200 sẽ để cho anh em 30 luôn. FZ 250 thì có 2 chiếc. Biển 93 của Bình Phước 2018 sẽ để cho anh em là 34 triệu. 34. Con màu xanh thì có sẵn hồ sơ sẽ để cho anh em 32 triệu. Đấy là FZ 250. Okay. Rồi, FZ 150 thì chỉ có 2 con. À, một chiếc là 20 triệu biển 67 An Giang. Đấy, chiếc đấy thì bao rút hồ sơ. Đấy. Còn chiếc bên này biển 49 của Lâm Đồng 26, con này thì chỉ bao hợp lệ thôi, giá 19 triệu mà. Rồi, tiếp theo đi Việt. Rồi, con này nó là Boat City 125. Chiếc này sẽ để cho anh em là 12 triệu. Xe Trung Quốc với tầm dưới 20 triệu là mình không bao rút hồ sơ nhé. Như chiếc này là không bao này. Hay chiếc Honda RR 150 này cũng vậy, có 13 thôi nên mình cũng không bao rút hồ sơ. Đấy. Bên này có FZ S 150 biển 68 Kiên Giang. Con này cũng sẽ để cho anh em là 13 triệu. Cũng không bao rút hồ sơ. Ở đây có cái dòng Fusan 200 của Ấn Độ. ABS rút sẵn hồ sơ rồi, sẽ để cho anh em là 30 triệu. Đấy. Rồi. Còn bên này là Phoenix 300 giá 17 triệu. Xe Trung Quốc cũng không bao rút. Ok, con này gần giống như Genanic, giống như Benelli đúng không? Đúng rồi. Cũng một form luôn á. 150 và sẽ để cho anh em là 15 triệu. 15. Ducati Monster 795 mini của Trung Quốc. Hỏng cái đồng hồ giá 8 triệu. 8 triệu. Rồi. Ý nhất cửa hàng. Con này thì Demon. Thằng Demon bản GN thì sẽ để cho anh em 16 triệu. Giá này thì mình cũng không bao rút này. Ok. Bên đây thì có dòng GZ 150. Con đầu tiên là đang rút hồ sơ. Con này là biển số 76 Quảng Ngãi. Sẽ để cho anh em là 37 triệu. Còn kế tiếp là biển 67 An Giang 2018. Sẽ để cho anh em 50. Con bên đây thì đang rút hồ sơ. Biển 47 Đắk Lắk. Chiếc này thì 2013 biển Đắk Lắk sẽ để cho anh em là 35 triệu. 35 triệu. Ok. Rồi. Con này biển số 49 của Lâm Đồng 2020 đi 9.000 cây. Chiếc này sẽ để cho anh em là 56 triệu. Rồi. GPX Razor 150 thì có 2 con. Con này biển 66 Đồng Tháp sẽ để cho anh em là 27 triệu. 27. Đi hơn 30.000. Ok. Còn con nữa đi hơn chục ngàn để cho anh em là 32 triệu. 32. Nó là biển số 78 của Phú Yên. Rồi, CB190 thì có 3 chiếc. CB190 có 3 chiếc. Chiếc màu đen này là biển Sài Gòn. Con này thì sẽ để cho anh em là 35 triệu đi 22.000 cây. Rồi, màu đỏ biển số 70 Tây Ninh. Chiếc này sẽ để cho anh em vào cái mức giá là 35 luôn. 35. Rồi. Con này. Màu vàng. Màu vàng biển số 85 Ninh Thuận cũng 35 triệu luôn. Rồi, Suzuki Bandit thì có 3 chiếc. Chiếc màu đen có sẵn hồ sơ giá 30 triệu. Đây, chiếc này. Con này thì nó biển số gốc là biển số 73 của Quảng Bình. Chưa đóng yên mà. Rồi. Con bên này là biển số 49 của Lâm Đồng. Bận à? Dạ. Bận tốt lại nè. Được rồi. Biển 49 Lâm Đồng đi 31.000 cây.
Chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái giá là 30 triệu. 30. Rồi, Bandit. Tiếp theo Bandit là biển số 47 của Đắk Lắk. Con này đi hơn 30 ngàn, sẽ để cho anh em là 33 triệu. Bandit bên này còn 2 con à? À, 3 con chiếc. Rồi, Suzuki GDX-S, chiếc này có sẵn hồ sơ. Con này thì sẽ để cho anh em một cái mức giá là 26 triệu, à, đi 26. Hơn 40 ngàn. Rồi, Mazda 300. GPX Mazda 300 xe 2020 đi 1.700 cây. Biển số Đồng Nai đang rút hồ sơ thì sẽ để cho anh em là 47 triệu. 47. GPX Demon 200cc biển số 67 An Giang đi 5.000 cây sẽ để cho anh em là 42 triệu. Ok. Đây thì KTM RC 200. RC 200 xe biển số 60 của Đồng Nai. Con này 2016 sẽ để cho anh em 35 triệu. Còn bên này 390 ABS 2016 biển Sài Gòn sẽ để cho anh em là 50. Đấy. MT15 thì mình có 2 chiếc. Một chiếc là 2022 biển Long An, con này thì chạy 9.000 và sẽ để cho anh em là 53 triệu. 53. Còn một chiếc nữa đang rút hồ sơ. Con này đi được 27.000 và sẽ để cho anh em là 47 triệu. Đó. Màu đen hiện tại xin mới gần như không có hàng nha anh em. Còn anh em lưu chiếc. Ý ha. Rồi. Benelli 302 có 2 chiếc. Một chiếc 44 triệu biển Sài Gòn. Con này bao rút hồ sơ đây. Con bên này. Con bên này thì bao hợp lệ thôi. Con này giá 35 triệu cũng biển Sài Gòn luôn. Đó, con này đi bô gì lá ta. Bô độ. Hai okay. Con nào đi bô độ hết. Rồi. Đây cái con MDX mình thấy cũng có mấy anh em hỏi nè anh em. Giá 10 đòi rút hồ sơ sang tên 5 triệu. Rút được. Rút được à? Thêm phí rút thì như có gì đâu. Tại vì xe dưới 20 triệu thì anh em biết rồi là mình không có bao rút. Anh em muốn rút thì thêm phí thôi. Okay. Con này thì 15 biển số 15. 60 Đồng Nai, xe độ đồ chơi. MDX con này mới về sau à? Con này biển số 61 của Bình Dương 2015 sẽ để cho anh em 18 triệu. 18. Cũng không bao rút hồ sơ. Nhưng mà rút vẫn được đúng không? Vẫn rút được. Đó. Cái con nào mà không rút được thì nói rõ. Còn cái con mà kiểu như là bao thì nói, nhưng mà những cái con rút được thì sẽ không nhấn mạnh nha anh em. Là có nghĩa là nó dưới 20 triệu đó. Xe rẻ quá là rẻ quá. Còn tại vì có nhiều trường hợp, nhiều lúc là cứ nói bao hợp lệ, anh em cứ tưởng là con đó cũng giống như con kia là không rút được. Rồi. Nhưng mà thực tế những con này chắc chắn là rút được. Con nào không chỉ rút được thì nói luôn. Cái biển số Sài Gòn mà không nghe chủ là không vào rút thôi. Còn đa số phần những nơi khác là những cái biển số như này xe rẻ mình vẫn rút được bình thường thôi. Okay. Con này nó là xe 2021 biển số 99 của thằng miền Bắc, nó ở Bắc Ninh. Con này thì sẽ để cho nhà ở cái giá 36 triệu, 36. Đi có 9.000 cây thôi. Rồi, MDX màu đỏ candy. Con này cũng nó sơn lại thôi, chứ còn màu đỏ của nó thì đúng rồi. Nó chỉ có màu đỏ sơn này, đỏ candy này. Con này thì đang rút hồ sơ và sẽ để cho anh em là 25 triệu, 25. Xe 2018. Con bên này cũng không bao rút này, biển 63 Tiền Giang có 18 triệu thôi. Đấy. Cứ xe dưới 20 triệu như này không bao rút hết. Còn anh em muốn rút thêm tiền. MSX biển số 59 của Sài Gòn. Con này 25 triệu, 25 2018. Thì anh em mà quan tâm đến mẫu nào cần xem chi tiết hơn thì cứ alo nhé. Rất cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào video sau. Ok.